Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu cài tóc cho bé như thế này ha. Ở phía trước thì mình có trang trí một ngôi sao và cái phần thân của cài tóc thì có móc họa tiết xích sắt nè. Đây, một cái mẫu cài tóc như thế này. Thì để móc mẫu cài tóc này mình sử dụng sợi len mil cô tông và kim móc 3.5mm. Hoặc là không có cái mẫu kim này thì các bạn có thể so cho mình đầu kim với sợi len ha. Sợi len của mình dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Thì khi so đầu kim vào nè, đầu kim nó sẽ hơn sợi len, to hơn sợi len 1/2 là được nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã có được một nút rồi thì từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình 7 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 và 7. Khi có được 7 mũi móc xích rồi thì từ đây tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Sau đó đâm kim cho mình vào chân móc thứ 7, móc một mũi móc đơn. Chân thứ 6 móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ 5 móc một mũi móc đơn. Lúc này ta sẽ có được 3 mũi móc đơn cho 3 chân liên tiếp thì sẽ còn lại 4 chân ha. Chân móc thứ 4 này sẽ móc cho mình vào đó 3 mũi móc đơn cùng chân nè. Móc đơn thứ nhất, móc đơn thứ hai và mũi móc đơn thứ ba cùng một chân móc ha. Ta sẽ còn lại 3 chân móc thì 3 chân móc này mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Đây, chân thứ ba mũi móc đơn nè. Chân móc thứ hai một mũi móc đơn. Và chân móc thứ nhất một mũi móc đơn. Như vậy là mình đã tạo ra được họa tiết xích sắt đầu tiên. Từ đây các bạn sẽ tiến hành móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Để móc cái hàng móc thứ hai thì các bạn sẽ để ý cho mình ở cái hàng móc thứ nhất, ta sẽ tạo ra được các cái chân móc nè. Thì mỗi chân móc nó sẽ có hai cái đường móc. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc ở bên ngoài ha. Và cái đường móc ở bên ngoài để mình móc nè. Thì tất cả các cái chân móc đều vậy luôn hả? Bỏ qua cho mình chân đầu tiên. Đây, chân đầu tiên là cái chân bên ngoài như thế này, nhưng mà lần này các bạn sẽ không móc vào chân đầu tiên mà di chuyển kim đến chân thứ hai nè. Đây, chân thứ hai đâm kim vào chân bên ngoài và móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục chân thứ ba móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ tư móc một mũi móc đơn. Được 3 mũi móc đơn rồi ha. Thì tiếp tục cái chân móc thứ 5 của cái hàng móc này nè, các bạn sẽ móc vào đó 3 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta cũng móc vào cái chân bên ngoài luôn nha. Móc đơn thứ nhất nè, tiếp tục móc đơn thứ hai và móc đơn thứ ba. Đây, còn lại 4 chân móc thì các bạn sẽ móc cho mình 3 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân thứ tư một mũi móc đơn nè. Chân thứ ba một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai một mũi móc đơn. Thì hàng móc này chân cuối cùng mình sẽ không móc vào đó ha. Nó tương tự như chân đầu tiên mình không móc rồi á, thì chân cuối cùng các bạn cũng không móc luôn. Tiếp tục lên 2 xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo này sẽ làm tương tự như hàng móc mà mình vừa móc nè. Thì cái hàng móc mà mình vừa móc cũng tạo ra được 9 mũi móc. Thì ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Và cũng móc cho mình vào cái chân bên ngoài nha. Đây, chân thứ hai một mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân móc thứ ba một mũi móc đơn. Chân thứ tư một mũi móc đơn. Có 3 chân móc đơn riêng lẻ rồi thì chân kế tiếp là chân móc thứ năm sẽ móc vào 3 mũi móc đơn cùng chân móc. Móc đơn thứ hai. Tiếp tục móc đơn thứ ba. Lúc này mình cũng còn lại 4 chân móc cuối cùng ha, thì 3 chân liên tiếp mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn và ta không móc vào chân cuối cùng nha. Chân thứ hai một mũi móc đơn nè.
Ta hoàn tất được hàng thứ ba hả? Đây, hàng thứ ba cũng tạo ra được chín chân móc cho hàng móc thứ tư, thì các bạn cũng tương tự lên 2 xích. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Thì hàng thứ tư mình cũng làm tương tự như hàng thứ ba, hàng thứ hai. Tức là các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân đầu tiên và bỏ qua chân cuối cùng ha. Đây, bỏ qua chân đầu tiên nè, móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Mình sẽ có 3 mũi móc đơn cho 3 chân liên tiếp. Sau đó là 3 mũi móc đơn vào cùng một chân móc và 3 mũi móc đơn cho 3 chân liên tiếp ha. Đây, chân thứ 5 móc 3 mũi móc đơn nè. 1 2 và 3. Được 3 chân vào một chân móc rồi thì 3 chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn. 1 nè, móc đơn thứ 2 và móc đơn thứ 3. Không móc vào chân cuối cùng ha. Tiếp tục lên 2 xích. Quay ngược đầu móc lại. Sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái hàng móc còn lại ha. Cũng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc nè. Bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ 2 và móc vào chân bên ngoài nha. Chân thứ 2 một mũi móc đơn nè. Chân móc thứ 3 một mũi móc đơn. Chân móc thứ 4 một mũi móc đơn. Chân móc thứ 5 sẽ là 3 mũi móc đơn cùng chân móc. 1 2 và 3. Và 3 chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn, bỏ qua chân cuối cùng nha. Tiếp tục lên 2 xích. Quay ngược đầu móc lại và sẽ móc tương tự cho nhiều hàng móc nữa cho đến khi chiều dài của cái sợi dây này nó vừa bằng vòng đầu của bé hoặc là nhỏ hơn chút xíu cũng được nha. Vì len nó có độ co giãn á. Các bạn cứ móc cho mình các cái hàng móc tương tự như vậy. Chín chân móc nè, bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Chân thứ ba một mũi móc đơn. Chân thứ tư một mũi móc đơn. Chân móc thứ năm sẽ là 3 mũi móc đơn cùng chân móc. Móc đơn thứ nhất, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba. Còn lại 4 chân thì 3 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn nè. Bỏ qua chân móc cuối cùng ha. Lên 2 xích và móc tương tự cho nhiều hàng móc nữa. Sau khi đã thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy thì lúc này chiều dài của sợi dây mình nè, khi gặp đôi lại nó sẽ có cái độ rộng bằng với vòng đầu của bé hoặc là nhỏ hơn chút xíu cũng được nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nối hai đầu dây lại với nhau. Thì cái cách nối hai đầu dây sẽ như sau. Kết thúc cái hàng móc cuối cùng cũng lên cho mình hai mũi xích nè. Sau đó đưa cái đầu dây còn lại nè, khi các bạn ghép đôi lại thì nó sẽ như thế này, nó sẽ có cùng chiều với nhau ha. Thì đâm kim cho mình, bỏ qua chân đầu tiên nè. Ta cũng bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai, và lần này sẽ móc luôn vào chân móc nha. Đây, bỏ qua chân đầu tiên nè, đâm kim vào chân thứ hai. Sau đó đồng thời các bạn sẽ đâm kim từ trên xuống dưới vào cái chân móc đầu tiên của 7 mũi móc xích đầu tiên mà mình gây nên nè. Thì cái chân đầu tiên này các bạn sẽ đâm kim luôn vào đó. Được 2 mũi song song thì móc vào đây một mũi dời. Sau đó tiếp tục đâm kim vào chân kế bên của mặt trên nè và chân kế tiếp của cái mặt dưới. Đâm kim vào hai chân song song như thế này và móc một mũi dời ha. Tương tự đâm kim vào các cái chân móc còn lại cho đến cuối. Thì mình sẽ đâm kim 7 lần cho 7 chân móc ha. Mũi dời thứ 3 nè. Tiếp tục mũi dời thứ 4. Mũi dời thứ 5. Mũi dời thứ 6. Và mũi dời thứ 7. Như vậy là hai đầu dây của mình sẽ được ghép lại với nhau như thế này ha. Đây, nó cũng tạo ra hình zig zag như thế này. Thì kết thúc móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len.
Tiến hành giấu sợi len thừa ra phía sau hả? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc ngôi sao. Ở ngôi sao các bạn tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. 1 2 móc vào vòng tròn ta vừa tạo 10 mũi móc kép đơn liên tiếp ha. Kép đơn thứ nhất nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Kép đơn thứ sáu. Mũi kép đơn thứ bảy. Mũi kép đơn thứ tám. Mũi kép đơn thứ chín. Mũi kép đơn thứ mười. Sau khi có được 10 mũi kép đơn vào cái vòng tròn ta tạo đầu tiên này rồi thì di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở đây, móc vào đây một mũi giờ để mình kết thúc vòng ha. Nắm cho mình sợi len ngắn phía sau gút thật mạnh vào để vòng tròn của mình nhỏ lại thì ta sẽ có được vòng tròn đầu tiên với 10 mũi kép đơn nè. Từ đây mình sẽ tiến hành móc cái phần cánh của ngôi sao ha. Các bạn sẽ móc lên cho mình 5 mũi móc xích. 1 2 3 4 và 5. Khi được 5 mũi móc xích ta có chiều dài của một cánh nè thì móc lên một mũi móc xích. Chân móc đầu tiên móc vào đó một mũi dời. Chân móc thứ hai móc vào một mũi móc đơn. Chân thứ ba sẽ móc một mũi nửa kép. Chân móc thứ tư móc một mũi kép đơn. Chân thứ tư nè, một mũi kép đơn. Khi móc vào được 4 chân rồi, còn lại chân cuối cùng thì chân cuối cùng này cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào đây, tức là ta sẽ có 2 mũi kép đơn cho cánh của ngôi sao ha. Như vậy là mình sẽ tạo ra được một cánh của ngôi sao như thế này rồi. Thì để kết thúc cái phần cánh này, các bạn sẽ tiến hành dời cho mình mũi dời vào cái vòng tròn đầu tiên mà mình tạo á. Thì cách dời như sau ha. Cái chân móc này là chân móc mình móc mũi dời vào nè. Đây là chân móc đầu tiên, là chân mình móc mũi dời vào. Thì các bạn sẽ bỏ qua chân mũi dời và chân kế bên và móc vào cái chân kế tiếp một mũi dời ha. Ta hoàn tất được cánh đầu tiên nè. Từ đây tiếp tục móc cho mình cái cánh móc thứ hai, cũng móc lên 5 mũi móc xích. 2 3 4 và 5. Được 5 mũi rồi ha, tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Chân thứ năm móc một mũi dời. Chân móc thứ tư móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba một mũi nửa kép. Chân móc thứ hai và chân móc thứ nhất, mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn. Khi hoàn tất được cánh thứ hai rồi, ta cũng bỏ qua cái chân mình móc mũi dời nè. Bỏ qua cho mình chân móc mũi dời và cái chân móc kế bên. Sau đó móc vào chân kế tiếp một mũi dời ha. Đây, chân mũi dời nè và chân kế bên, ta sẽ bỏ qua hai chân đó và móc vào chân kế tiếp này một mũi dời. Thì ta sẽ hoàn tất được cánh thứ hai. Từ đây tiếp tục móc cho mình cái cánh thứ ba ha. Móc tương tự cho đến cuối luôn. Tức là ta sẽ lên 5 mũi xích cho mỗi cánh nè. Khi được 5 mũi xích thì móc lên một xích. Chân đầu tiên móc một mũi dời. Chân thứ hai một mũi móc đơn. Chân thứ ba một mũi nửa kép.
Chân thứ tư một mũi kép đơn. Và chân thứ năm cũng một mũi kép đơn. Hoàn tất được cánh thứ ba rồi. Cũng tương tự như các cái cánh vừa rồi, ta bỏ qua chân ta móc mũi dời và chân kế bên. Móc vào chân kế tiếp một mũi dời. Lên 5 xích và làm hai cánh còn lại. Sau khi đã móc được hoàn tất cái cánh thứ năm rồi nè, thì lúc này cái mũi móc ở phía dưới của mình nè, ở cái vòng tròn ma thuật mình tạo đầu tiên với 10 mũi kép đơn, thì lúc này mình sẽ còn lại chân móc thứ 10 ở đây. Ta cũng bỏ qua chân mũi dời và chân móc thứ 10. Sau đó các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân của mũi dời mà mình kết thúc của cái vòng tròn phía dưới á. Đây, đây là cái chân móc mũi dời nè, đâm kim vào đó và móc cho mình một mũi dời ha. Kéo và cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa nè. Lúc này sợi len thừa của mình nó đang nằm ở mặt phải của sản phẩm. Đâm kim cho mình từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời. Sau đó kéo sợi len xuống phía dưới. Giấu cho mình các cái sợi len thừa vào trong các cái mũi móc nè. Sau đó dùng keo nến hoặc kim khâu để khâu cho mình cái phần ngôi sao này vào trong thân của cài tóc và khâu cho mình ở cái điểm mà ta nối ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu cài tóc xích xắc như thế này. Chúc các bạn thành công.